năm phẩm hiện bảo tháp. Bấy giờ trong hội chúng trời đế thích vân vân và chư thiên ở cõi dục phạm thiên vương vân vân và chư thiên ở cõi sắc cùng với thiên nữ thần y xá na đồng đúc ba lần cất cao tiếng sướng: lành thay đại đức thiện hiện thừa hành thần lực của Phật làm chỗ nương tựa hộ trì khéo léo, vì chúng tôi thế gian trời người mà phân biệt khai thị pháp tánh vi diệu gọi là bát nhã ba la mật đa. Nếu đại Bồ Tát nào đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như lời dạy mà tu hành, không bao giờ xa lìa, thì chúng con sẽ cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen người đó giống như đối với Như Lai ứng chánh đẳng giác. Trong lời dạy sâu xa của bát nhã ba la mật đa như vậy, thật là không có pháp có thể đắc, nghĩa là trong ấy không có sắc có thể đắc, không có thọ tưởng hành thức có thể đắc, như vậy cho đến không có trí nhất thiết có thể đắc, cũng không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc. Tuy không có các pháp có thể đắc như thế, nhưng có thể trình bày thánh giáo ba thừa. Đó là thánh giáo của Thanh Văn, Độc Giác và Vô Thượng Thừa. Bấy giờ Phật bảo chư thiên: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các vị nói, trong giáo pháp sâu xa của bát nhã ba la mật đa này, tuy các pháp không sắc vân vân có thể đắc, nhưng có thể trình bày thánh giáo ba thừa. Vậy nếu đại Bồ Tát nào đối với bát nhã ba la mật đa này mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, thì có thể như lời dạy tu hành không bao giờ xa lìa. Các vị chư thiên vân vân đều phải đến đó thành tâm cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen giống như Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì trong giáo pháp sâu xa của bát nhã ba la mật đa này, tuy rộng nói có thánh giáo ba thừa, nhưng Như Lai hoàn toàn bất khả đắc. Chẳng phải Như Lai cùng với bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa thánh đế khổ tập diệt đạo có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với tám giải thoát, chín định thứ đệ có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa tám giải thoát, chín định thứ đệ có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với cực hỷ địa cho đến pháp vân địa có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa cực hỷ địa cho đến pháp vân địa có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với pháp không quên mất tánh luôn luôn xả có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc. Chư thiên nên biết, nếu đại Bồ Tát nào đối với tất cả pháp
dùng vô sở đắc làm phương tiện, nhiệt tâm tinh cần tu học bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, thì đại bồ tát này đối với bát nhã ba la mật đa có thể luôn luôn tu hành, không bao giờ xả bỏ. Vì vậy các vị phải nên đến đó thành tâm cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen đại bồ tát ấy, giống như Như Lai ứng chánh đẳng giác. Chư thiên nên biết, vào thời xa xưa, khi Nhiên Đăng Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, lúc đó ta ở ngã tư đường tại kinh đô Liên Hoa Vương, thấy Phật Nhiên Đăng, liền cầm năm cành hoa sen cúng dường ngài và trải tóc lớp bùn để cầu nghe chánh pháp cốt yếu. Ta dùng vô sở đắc làm phương tiện nên không xa lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Khi ấy Phật Nhiên Đăng liền thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cho ta. Ngài dạy: thiện nam tử, ở đời vị lai trải qua vô số kiếp, trong hiền kiếp của thế giới này con sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bạc già phạm, và tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa độ thoát vô lượng chúng sanh. Lúc ấy chư thiên đều bạch Phật: bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế thật là hy hữu, làm cho chúng đại bồ tát mau chóng nhiếp thọ trí nhất thiết trí. Vì dùng vô sở đắc làm phương tiện nên đối với sắc cho đến thức không giữ không xả. Như vậy cho đến đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không giữ không xả. Lúc bấy giờ Đức Phật quan sát thấy bốn chúng hòa hợp và chúng đại bồ tát, chúng trời tứ đại thiên vương, lần lượt cho đến chư thiên trời sắc cứu cánh đều đến tập hợp trong hội chúng đồng làm chứng minh. Thế Tôn liền giao phó cho trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, nếu đại bồ tát Bí Xô, Bí Xô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca, các thiên tử, các thiên nữ, thiện nam, thiện nữ, vân vân, không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, thọ trì đọc tụng tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, vì người khác mà tuyên thuyết rộng rãi, thì nên biết, đối với những vị này, tất cả ác ma và quyến thuộc của chúng không thể hại được. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì các thiện nam, thiện nữ vân vân này khéo an trụ nơi không vô tướng vô nguyện của sắc, cho đến khéo an trụ nơi không vô tướng vô nguyện của trí nhất thiết tướng, không thể dùng không mà hại được không, không thể dùng vô tướng mà hại được vô tướng, không thể dùng vô nguyện mà hại được vô nguyện. Vì sao? Vì các pháp như vậy hoàn toàn không tự tánh, hoặc người hại, hoặc người bị hại, hoặc thời gian, hoặc nơi trốn, hoặc việc não hại đều bất khả đắc. Lại nữa Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ vân vân, người chẳng phải người, nhân phi nhân vân vân đều không thể hại được. Vì sao? Vì các thiện nam, thiện nữ vân vân này biết dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì các hữu tình thường tu tập từ bi hỷ xả, nên tất cả người chẳng phải người không thể làm não hại được. Lại nữa Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ vân vân này hoàn toàn không bị các việc hiểm ác ngang trái làm tổn thương, cũng không bị chết oan. Vì sao? Vì các thiện nam, thiện nữ này thường tu tập bố thí ba la mật đa đối với các hữu tình đúng lý giúp đỡ, giáo dưỡng vậy. Lại nữa Kiều Thi Ca, trong 3.000 đại thiên thế giới, nơi có tứ đại thiên vương cho đến trời Quảng Quả, vị nào đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa mà chưa từng được lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý, đều phải không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, phải trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý,
thì các thiện nam thiện nữ vân vân này, như ở nhà trống hoặc ở nơi hoang dã, ở đường nguy hiểm và ở chỗ nguy nạn, sẽ không sợ hãi đến nỗi rợn tóc gáy. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ vân vân này không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu tập pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Khi ấy chúng trời tứ đại thiên vương cho đến trời sắc cứu cánh vân vân ở 3.000 đại thiên thế giới đều chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết lưu truyền cùng khắp, thì chúng con thường theo cung kính hộ trì, không để cho tất cả tai họa não hại. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ vân vân này, tức là Đại Bồ Tát, nhờ Đại Bồ Tát này khiến các hữu tình dứt hẳn các đường hiểm ác, địa ngục, báng sanh, ngạ quỷ, Atula, vân vân. Nhờ Đại Bồ Tát này khiến chư thiên, người, dược xoa, rồng, vân vân dứt hẳn tất cả tai nạn ngang trái, bệnh tật, nghèo cùng, đói khát, lạnh nóng, vân vân. Nhờ Đại Bồ Tát này mà chư thiên, người, Atula, vân vân, đoạn tận các việc bất như ý, cư trú ở đâu cũng không có giặc giã, và tất cả hữu tình đều đem lòng từ đối xử với nhau. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, hoặc chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, hoặc thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, hoặc 8 giải thoát 9 định thứ đại, hoặc pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, hoặc cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc 5 loại mắt, 6 phép thần thông, hoặc 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có đại tộc Sát Đế Lợi, đại tộc Bà La Môn, đại tộc Trưởng Giả, đại tộc Cư Sĩ, vua các nước nhỏ chuyển luân thánh vương và các quan thần giúp việc. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có trời tứ đại thiên vương cho đến trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời sắc cứu cánh, trời không vô biên xứ, trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có dự lưu hướng, dự lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, độc giác hướng, độc giác quả. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có các Đại Bồ Tát thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật và tu tập các hạnh Bồ Tát thù thắng. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có Như Lai ứng chánh đẳng giác, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chuyển pháp luân vi diệu cứu độ chúng sanh vô lượng. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có 3 ngôi báu Phật Pháp Tăng làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên này nên chúng con trời Atula, rồng, dược xoa có đại thế lực và người chẳng phải người vân vân luôn luôn theo hộ trì cung kính các Đại Bồ Tát này, không để cho tất cả tai họa ngang trái tổn hại. Vì các vị ấy, đối với bát nhã ba la mật đa lắng nghe thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ đúng lý, viết chép vân vân, các việc đó không bao giờ gián đoạn. Bấy giờ Phật bảo các vị trời, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các vị nói, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường xuyên ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, lưu truyền cùng khắp. Các vị nên biết các thiện nam thiện nữ vân vân này tức là Đại Bồ Tát. Nhờ Đại Bồ Tát này nên khiến các hữu tình dứt hẳn đường ác cho đến tam bảo xuất hiện trên thế gian cùng với các hữu tình làm lợi ích lớn.
Vì vậy các vị trời rồng thần có đại thế lực, và người chẳng phải người vân vân thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen siêng năng hộ trì đại Bồ Tát này, ngăn chặn tất cả tai họa ngang trái não hại. Nếu các vị cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen hộ trì đại Bồ Tát như vậy, thì nên biết đó là cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen hộ trì ta và tất cả mười phương Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì vậy các vị, tất cả trời rồng dược xoa, thần tiên Atula vân vân thường nên theo đại Bồ Tát này để cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen hộ trì, đừng để tất cả tai họa ngang trái não hại vị ấy. Các vị nên biết, giả sử thanh văn độc giác cùng khắp 3.000 đại thiên thế giới, ví như lúa mè, tre, lau, lùm rừng, vân vân, không có một khoảng trống nào, rồi có thiện nam tử, thiện người nữ, vân vân, đối với bậc phước điền kia, mà dùng vô lượng vật báu đẹp thượng diệu để cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen hết một đời mình. Lại có người ở trong khoảnh khắc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen một đại Bồ Tát mới phát tâm không xa lìa sáu pháp ba la mật đa, đem công đức trên so sánh với phước đức này, thì không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, cho đến không bằng một phần cực nhỏ. Vì sao? Vì không nhờ thanh văn độc giác thừa mà có đại Bồ Tát chư Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian. Chỉ nhờ đại Bồ Tát mới có thanh văn độc giác và chư Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian. Vì vậy các vị trời rồng có thế lực lớn và người chẳng phải người vân vân thường nên ủng hộ, cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen đại Bồ Tát này, đừng để tất cả tai họa ngang trái, não hại vị ấy. Các vị, do việc làm này mà phước đức luôn luôn được an lạc ở trong trời người, cho đến chứng đắc niết bàn cứu cánh, làm lợi ích lớn, mãi đến tận đời vị lai. Bấy giờ trời đế thích lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật là điều kỳ lạ hiếm có, các đại Bồ Tát, đối với bát nhã ba la mật đa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, lưu truyền cùng khắp, giữ gìn, thể hiện sự lợi ích thù thắng của các pháp này, giáo hóa hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, đều thân cận phụng sự, cúng dường chư Phật Thế Tôn, đối với các thiện căn thù thắng, tùy theo đó mà hân hoan an lạc, nhờ cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật, liền được sanh trường ở chỗ chư Phật, mau chóng lãnh thọ chánh pháp, được thành tựu viên mãn cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không bao giờ quên mất chánh pháp đã được nghe và giữ gìn. Vì vậy, dòng họ được viên mãn, thân mẫu được viên mãn, thân phụ được viên mãn, quyến thuộc viên mãn, tướng hảo viên mãn, ánh sáng viên mãn, mắt tai viên mãn, âm thanh viên mãn, đà la ni viên mãn, tam ma địa viên mãn, lại đem sức phương tiện thiện xảo, nên biến thân như Phật. Lại dùng năng lực từ thế giới không có Phật này đến thế giới không có Phật khác, phương tiện thiện xảo nên hóa ra thân Phật, thuyết giảng khen ngợi về bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, thuyết giảng khen ngợi về pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, thuyết giảng khen ngợi về chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thuyết giảng khen ngợi về cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, thuyết giảng khen ngợi về thánh đế khổ tập diệt đạo, thuyết giảng khen ngợi về bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, thuyết giảng khen ngợi về bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thuyết giảng khen ngợi về tám giải thoát, chín định thứ đệ, thuyết giảng khen ngợi về pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, thuyết giảng khen ngợi về tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, thuyết giảng khen ngợi về cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, thuyết giảng khen ngợi về năm loại mắt, sáu phép thần thông, thuyết giảng khen ngợi về 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thuyết giảng khen ngợi về pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, thuyết giảng khen ngợi về tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thuyết giảng khen ngợi về trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thuyết giảng khen ngợi về Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, lại dùng năng lực thiện xảo vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp,
tùy theo căn cơ mà giáo hóa họ trong giáo pháp ba thừa, khiến họ giải thoát hẳn sanh lão bệnh tử, chứng nhập vào cảnh giới vô dư y niết bàn, hoặc lại cứu vớt các khổ ở đường ác để họ hưởng thọ sự an lạc vi diệu ở trong cõi trời người. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thật là hy hữu. Nếu ai có thể giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì là giữ gìn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, cũng giữ gìn đầy đủ quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, Độc Giác Bồ Đề và tất cả đại Bồ Tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Đức Thế Tôn bảo trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu có ai có thể giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì giữ gìn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến tất cả đại Bồ Tát, hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Hết quyển thứ 500.